Disney 三个棚。你今日左平，我两斤牛肉少，牛皮。嗯。三楼吃饭呐，这不不是吃客了。没。OK。啊，他没吃客。哎呀喂！刚刚比上街了，空街。空街。这空翻啥子？啊？拜拜，拜拜。嗯，小贝森啊，好，你看多么吉祥。Trước khi mày đến, cuộc sống ta đang rất yên bình. Để tôi đi về. Nhưng mà thôi, lỡ qua được một tiếng nữa rồi về. Một tiếng nữa sắp lái xong, một tiếng giờ mày qua đây để mày về thì cũng kỳ. Chỉ biết né tôi nhỉ? À, mày uống. Mày bẩn quá miệng, mày bẩn thật luôn á. Tiếp trà đào mày bóc mẹ mày đưa cho mày cái thìa mày không lấy mày ăn mày bóc mẹ mày lấy tay mày bóc lên mày ăn. Ở bên Thái là ăn vậy á. Bên Ấn Độ người ta mới ăn bóc tay vậy. Bên Thái thì cũng ông của ta. Lên combo 2 gói mì tặng một suất thật tươi nha mọi người. Lên combo 2 gói mì tặng một suất. Lên mọi người ơi, lên. Chỉ còn có 10 mã thôi nha mọi người. Vậy là sao? Một người đây và một người ta. Ít người tên quá. Ta vừa mới đăng mà. Còn bên kia có người tên. Tìm. Tao vào cho mình một cái video mà mày kéo tim mỏi tay không hết. Ta kiếm lại coi. Cái gì cả. Mày hiểu. Thì cái này này. Nhiều lắm. Tôi không nhiều. Thì mày đẳng cấp mà, mày tầm thế giới mà. Chứ bà lại khỉ đồ. Cô gái mình nói nhiều lắm à, giờ mình bớt nói rồi. Tại vì mình hết ngôn từ để chia sẻ với mọi người thì... Mình ơi. Mày không nghĩ trước mặt mọi người mày cứ làm cái kiểu. Ơi, đấy thì tôi có làm trước mặt mọi người không? Mày mẹ mày trước mặt làm thì mẹ mày. Nghe ai kìa mày. Ô hồ. Hồi nãy giờ có nghe tiếc bạc không? Thì cái là đây mà chứ. Đang được sao mà lấy ra. Tiếng Việt. Đây là nước dưới chi. Dung dịch vệ sinh. Ta mới bị phản ánh. Ok. Hello mọi người nha. Giấu ông là mẹ đi. Dậu. Thì ai tới đây. Tôi là con. Rồi. Ok. Hello mọi người, đây là nước giữa. Hello mọi người, đây là dung dịch vệ sinh phụ nữ. Nước dưới chi. Đi kìa. Bên kế hoạch kêu gọi vốn đầu tư của con kìa. Nước rửa chim. Đây là nước rửa chim. Thả bớt đi phản ánh trong dịch vệ sinh. Vậy tôi là mẹ ông là con nha. Đây là nước rửa dung dịch. Vậy sao? Trong dịch vệ sinh của nữ. Sáng nay cân nhiều năng lượng mà giờ thì nó trùn hết rồi. Đây, mình hướng dẫn cho mọi người xài dung dịch nước giữa. Này, xài rất là dễ nha mọi người. Mình xài được tiếp không? Ừ. Tại vì sáng giờ tôi có xài nha. Tôi xài thì sáng giờ cuốn mà. Ôi trời, con lượng hờ hướng kia nó thả gì mà thả lắm thế. Trời ơi, mi phải làm gì vậy? Mình nó tung lúc tung lai vậy? Đây nha mọi người, đầu tiên mình xịt cái tay bạc hà.
Không, này, chất lỏng quá. Mì, nó là người ta đó. Rất nhiều người ông cho mùi ông hơn. Đây nha mọi người, nó sẽ sệt như thế này. Và mình trà giữa, trà giữa, trà giữa. Nó mát quá ta. Đây, đây là có cái nấm của... Nè nhìn nè, ông nhìn không? Nè ông có nhìn không? Đây, đây là của đàn bà mình ha. Rồi mình chùi, mình giữa. Mình chưa xong. Mình giữa. Đây, đây là mình giữa. Mình chùi ngay chỗ trong cái mép này không? Nó sạch. Xong rồi mình thấy nó mát. Đó, xong rồi. Nếu mà chị cô, mấy cô, mấy chú á mày. Mày giữa thì mình sẽ giữa như vậy. Mấy cô, mấy chú giữa sao? Ôi giời đất là đây này. Giúp gì? Giúp mày. Nào, nào giúp. Giúp hả? Nó đi ngay. Cũng nhiều vậy ba. Ta đi sạc pin. Tôi tưởng ba lên đây ba kêu mọi người. Nói mọi người nha. Mua chứ. Mua á, thì mua chứ. Đừng mọi người giờ ra kèo chú mình xem. Đây là mọi người vào dọa hàng mua đi, mọi người vào dọa hàng mua nha, mọi người vào dọa hàng mua đi mọi người. À, giờ chú Hùng sẽ ra 100 đơn để chú Hùng tự giữa. Nhiệt gì cho chú Hùng? Ừ phải. Giỡn tí. Làm gì à? Không có anh ăn thì mình nghe mày nói mày dịu dàng đi. Dịu dàng thật. 15 đến 20 phút. Uống sữa chi. Mẹ gửi cho. Cái này là cái gì? Có bán trong cửa hàng. À, tia laser con mèo à? Đây là cái tì mà. Thì cái tì này là mặt con mèo gì nữa? Cái gì con mèo? Hello Kitty là con mèo. Người ta gọi là Hello Kitty. Con mèo không, không. Người ta gọi là Hello Kitty chứ không có Hello Kitty. Ấy, cái ghế gì vậy? Mày á, mặt mày á. Nè, ví dụ cho mọi người xem một chút đó, đó mọi người nha. Con gái cưng của mẹ. Mẹ mắt bồn, mẹ hát bồn mẹ. Ê tôi, mày tôi là con ghé. Mẹ hát bồn mày ra. Mày à, được chứ. Ông bồn, mẹ đã từng mới gì được. Chạy mày! Bên mình hóa vệ sinh của mình. Nam! Lên vệ sinh của mình đi. Lên! Đây, vậy mình chiếu mặt của ba mình. Cái đèn mà chiếu vào ngoài. Cái đèn này có gì đâu. Tao không thích. Sữa tắm thì 22k. Muốn mua cho ba cái quần Hello Kitty 100. Ngọc Vy xong rồi. Ok ông ba. Ngọc Vy em thoát ra vô lại đi. Ok ông ba. Ba, ok không? Ok cái gì? Mốt mình sẽ mua cho ba cái quần nhỏ hay là cái tiền. Ba. Ba. Ba xem thường không hả? À sao đấy con? Mốt mình sẽ mua cho ba quần chồng hay là cái tiền. Mua cho mẹ con mặc hợp lên. Mua cho ba có quần đàn ông hay là cái luôn. Con mới mua hôm qua, không quên đem hôm qua cho ba. Nó sẽ có ba lọc cho mọi người. Nhưng để vệ sinh thì có ba lọc. Lát nữa 9 giờ tao nghỉ lai là mày ở đây, phải lai tiếp bên nhà mày lai cái gì của mày á. Mày qua đây trễ 1 tiếng. Tí nữa còn cô với con cầm lai tao đi gặp cả mấy phố ăn nhậu. Đúng. Em ra cơ hội chợ đây.